sau khi bị người của long tộc bế đi đế nhan liền rơi vào hôn mê đây là nhà mình mà cuối cùng mình cũng đã về nhà rồi sao bố mẹ chị về rồi này nhan nhi nhan nhi của mẹ cuối cùng con cũng về rồi chị chị đi đâu vậy sao lâu như vậy cũng không liên lạc với gia đình a ha ha về nhà rồi cuối cùng mình cũng về nhà rồi giấc mộng bá tổng của ta ta đến thực hiện các ngươi đây ổ dế ổ dế ten ten cửa hàng giặt khô đầu tiên của đế nhan thành lập đúng là cửa hàng của mình có khác chỉ có thể diễn tả bằng hai từ hoàn mỹ hê 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 tiếp đó là hàng tá cửa hàng giặt khô mang thương hiệu đế nhan mọc lên như nấm phủ sóng toàn quốc sau đó đế nhan sẽ được vinh danh thị chúng sẽ được đi mọi nơi diễn thuyết về thành công của mình có hàng tỷ tỷ người lắng nghe và vỗ tay tán thưởng ê hê 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 mình chính là bá tổng mạnh nhất toàn cầu nâng ly lên dô cái nào anh em ê hê 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 lúc cậu đang mơ đẹp thì đột nhiên quần áo của cậu lại biến về như cũ bản thân cũng không phải đang ở nhà mà là đang ở Long Cung. Cậu nhìn quần áo của mình khó hiểu, chẳng phải mình về nhà làm bá tổng rồi ư. Sao vẫn mặc bộ đồ này chứ? Lẽ nào mình đang nằm mơ sao? Hứ, không cho ta trở về chứ gì. Vậy ta đốt đốt trụi nhà các ngươi, he he. Ta đốt, ta đốt, ta đốt, cháy lên đi lửa thiên cao nguyên, một ngọn lửa hồng còn bên ta á ha ha, một ngọn lửa hồng sáng rừng già a ha. Một ngọn lửa hồng bồi hồi cháy mãi, la lá là lá la cháy lên hù hù hù, cháy lên, cháy lên nào, mua ha ha. Trải qua phá hoại một ngày một đêm của đế nhan, Long Cung chỉ còn lại cái nịt. Đế nhan đã chơi đến phát chán, cậu thẫn thờ ngồi nhìn đống lửa phập phùng, cằn nhăn, mình rõ ràng là luyện khí sư mà, sao lại làm ra hiệu quả giống như nấu ăn vậy ta. Kỳ quái, lúc cậu đang khều khều đống lửa tự hỏi, thì bỗng một cái đầu rồng đỏ lòm thò ra. Nó nhìn ngôi nhà thân yêu của mình giờ không khác gì đống rẻ rách, rồng đỏ phẫn nộ vươn mình bay vút lên, tỏ ra uy phong nhìn trầm trầm đế nhan nhà ta sao lại biến thành bộ dạng ma quỷ này rồi do ngươi làm sao đế nhan lập tức mạnh dạn thẳng thắn gật đầu cái dục đầy tự hào nhận luôn phải rồng đỏ nhìn thấy bộ dạng cà trớn không có tí sợ hãi nào của đế nhan lại càng tức giận hơn nó nghiến răng nghiến lợi gầm lên tiểu tử ngươi quả thực muốn tìm chết đế nhan vẫn nhơn nhơn cười híp mắt dụ dỗ vị long đại ca này sao ta lại ở đây lẽ nào ngươi chuẩn bị biến ta trở thành thức ăn sao ta nói với ngươi này thịt của ta đặc biệt thơm ngon, cam đoan khiến ngươi ăn một lần sẽ rất khó quên, ngươi nếm thử xem, mau mau, chén ta đi, chén ta đi. Rồng đỏ lần đầu thấy kẻ lập dị, biến thái như này, nó sợ hãi bất giác lùi lại, lắc đầu nguội nguội, lắp bắp nói, ngươi, ngươi, chết tiệt, long tộc bọn ta chưa từng ăn thịt người. Ồ, các ngươi không ăn người sao? Vậy giờ ăn thử cho biết. Vừa nói đế nhan vừa đâm đầu thẳng tới miệng rồng đỏ, tiếng đầu đế nhan và mõm rồng va chạm kêu cái cốp giòn tan thấy rồng đỏ vẫn không chịu mở mồm chén mình, cậu lại hỏi tiếp, vậy các người ăn gì? Chẳng lẽ là ăn linh thú à? Nếu là linh thú, thực ra ta cũng có thể. Rồi cậu lại tiếp tục đâm thêm vài cái nữa vào miệng nó, mau mau chén ta đi nè, chỗ này nhiều máu nè, ta ngon nhắm, mau sơi đi, mau mau. Với cái đầu cứng hơn sắt thép của đế nhan thì con nào chịu nổi, rồng đỏ đau quá, tức giận gầm lên, tiểu tử thối đáng ghét, ta không ăn, có chết ta cũng không ăn. Bỗng, Đế nhan giật mình hốt hoảng tỉnh lại. Cái đủ, hóa ra tất cả chỉ là mơ, mà đây là đâu vậy ta? Sau khi chấn tĩnh lại, đế nhan thoải mái vươn vai, đi ra ngoài. Cậu vừa ra đến cửa, đã thấy thanh niên đỏ lòe hôm trước vác cậu và Long Viêm triệt đi đã đứng đợi sẵn trước cửa. Thấy đế nhan ra ngoài, hắn khó chịu ra lệnh, tiểu tử, đi theo ta. Đế nhan nhìn người trước mặt có chút giật mình, rồi thở dài nghĩ bụng, hình như cũng không phải mơ. Nếu không phải mơ, vậy có nghĩa là mình tìm chết lại thất bại rồi vậy mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ trong giấc mơ hắn nói đây là long tộc sao chẳng có lẽ nam nhân tóc đỏ trước mặt này là con rồng trong mộng cảnh của mình sao đang yên đang lành hắn chui vào mộng cảnh của mình làm gì không biết nữa bệnh thần kinh à vừa đi theo tên tóc đỏ đế nhan vừa hào hứng nghịch ngợm xung quanh tên tóc đỏ thấy vậy liền cảnh cáo tiểu tử tốt nhất là ngươi nên thu tay lại ngọc thạch nơi này không phải thứ ngươi có thể tùy tiện động vào đâu đéo ta cứ động đấy ngươi có ngon thì ăn ta đi con mẹ nó, cầm miệng, ngươi nói nhiều quá đó. Hứ, ngươi ăn thuốc nổ rồi à, làm gì mà hung dữ vậy trời, có tí đồ ta đếch thèm. Sau khi đưa đế nhan đến trước mặt tộc trưởng long tộc, tên tóc đỏ liền cung kính bẩm báo, tộc trưởng, ta đưa tiểu huyền tới rồi. Đế nhan nhìn ông già cao có ngồi trước mặt, rồi đánh giá một lượt, tộc trưởng sao. Nam nhân tóc đỏ đã không dễ chọc như vậy, tính tình của tộc trưởng nhất định sẽ càng khó trêu hơn đúng không? Ngon, cơ hội tìm chết lại đến rồi, he he xem ta đây. Nghĩ rồi, cậu liền vui vẻ mở lời, đại gia, ông tìm ta có chuyện gì? Có phải long tộc các ông chứa không nổi nhân loại như ta, muốn nhanh chóng giết chết ta hay không? Đạo lý ta đều hiểu, các ngươi động thủ đi, ta thể sẽ không oán trách nửa lời. Lão tộc trưởng nghe vậy thì vuốt sâu cười hiền hậu đáp lời, tốt tốt, ngươi ngược lại là một người biết nguyên tắc, tiểu triệt quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Chờ sau khi tiểu triệt trưởng thành, các ngươi liền cử hành đại điển đi. Chỉ là tu vi ngươi quá thấp, ngày sau phải cần cù tu luyện, vạn lần không thể kéo chân sau của tiểu triệt được. Hả, à, đại điển gì? Thấy đế nhan đang hoang mang không hiểu gì, tên tóc đỏ đứng một bên nói kháy vào, tiểu tử ngươi còn ở đó mà giả vờ hồ đồ nữa sao? Chuyện ngươi và tiểu triệt tình đầu ý hợp, bọn ta đều biết cả rồi. Chờ hắn trưởng thành, bọn ta liền cử hành đại điển song tu cho các ngươi. Đù má, đại điển song tu mà các ngươi nói, chắc không phải là hôn lễ đâu nhỉ. Tộc trưởng và tên tóc đỏ đồng loạt gật đầu. Thấy vậy, đế nhan ngay lập tức sợ hãi vã hết cả mồ hôi hột liên tục lùi lại kịch liệt xua tay lắc đầu chuyện này chuyện này các ngươi nhất định đã hiểu lầm rồi ta và hắn chỉ là huynh đệ tốt thôi long viêm triệt thấy đế nhan chối mãi không ngừng hắn vội vàng chạy lại phía cậu ánh mắt toát lên đầy vẻ thâm tình mà bắt lấy tay cậu thủ thỉ tiểu huyền ngươi đừng xấu hổ nữa bọn họ đều là người nhà của ta sẽ không phản đối chúng ta ở bên nhau đâu đế nhan nghe mấy lời xén sẩm đó liền nổi hết cả da gà da vịt rút phăng tay ra la lên, ai ở bên ngươi chứ? Tiểu gia ta là nam tử hán cốt khí ngơi ngời, đéo chơi bê đê, giữa chúng ta không có khả năng đâu, ngươi chết cái tâm đó đi. Long viêm triệt càng tỏ vẻ thâm tình hơn, hắn liên tục tiến đến chỗ đế nhan gọi, tiểu huyền, tiểu huyền. Đế nhan sợ hãi, ghét bỏ liên tục lùi về sau. Tên tóc đỏ rừng rưng đứng một bên chứng kiến xong cảnh kẻ chạy người đuổi này, ghét bỏ lên tiếng, hừ, nếu hắn đã không nguyện ý thì đừng miễn cưỡng hắn nữa, vẫn nên để hắn đi chết đi vừa nghe đến được chết, đế nhan ngay lập tức dừng lại, hai mắt phát sáng, hạnh phúc hét lên trong lòng. wow còn có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như này sao? Tên đỏ loè đỏ loẹt này quả là một con rồng tốt, mau tới giết ta đi. Khe khe. Nghĩ rồi, cậu lại tỏ ra kiêu ngạo, chảnh chó chỉ thẳng vào mặt tên tóc đỏ, khiêu khích. Ngươi nói đúng, ta chính là không đồng ý. Trên đời này có nhiều mỹ nhân như vậy, ta sẽ không bỏ cả rừng hoa chỉ vì một bông hoa dại đâu. Mà tiện nói luôn. Ngươi ăn mặc loài loẹt như vậy trông xấu như chó ấy, mặt mũi đã xấu xí rồi lại còn thích mặc mấy cái màu đồng bóng làm chi. Tên tóc đỏ bị chỉ tận mặt chê, hắn điên cả tiết, định nhảy vào con bạt với đế nhan, nhưng lại nhớ ra tộc trưởng nhà mình đang ở đây. Có phụ huynh chống lưng thì hắn tội gì phải ra tay, vậy nên hắn ngay lập tức quay ra mách, "Tộc trưởng, ta thấy tiểu tử này." Còn chưa để hắn mách lẻo, lão tộc trưởng đã xua xua tay ra hiệu câm mồm, ông cười hiền nhìn đế nhan nói, "Tiểu Huyền tử, tâm ý của ngươi, ta hiểu." ngươi sợ thiên mệnh nguyên rủa của ngươi sẽ ảnh hưởng đến long tộc ta đúng không đứa trẻ tốt ngươi có thể yên tâm long tộc ta cũng thân mang thiên mệnh giống vậy không sợ nguyên rủa của ngươi ngươi cứ yên tâm ở lại đi á à đù sao tự nhiên ta lại biến thành người tốt nghĩ cho cả cái long tộc rồi ông già này trí tượng cũng bay cao bay xa quá đi mất hu hu các ngươi thật sự hiểu lầm rồi ta không phải cậu còn chưa nói hết câu lão tộc trưởng lại tiếp tục ngắt lời tiểu triệt tâm ý của con đối với tiểu huyền ta đều thấy hết trong mắt được rồi con đưa tiểu huyền tử đến huyệt động của hắn đi nhớ kỹ chưa đến tuổi trưởng thành thì không thể làm mấy chuyện ấy ấy biết chưa nghe vậy long viêm triệt nhanh chóng hành lễ rồi ngoan ngoãn đáp lời liền tiểu triệt nhất định sẽ kính cẩn tuân theo lời dạy bảo của tộc trưởng ạ à. đế nhân bị lão tộc trưởng cho ăn quả bơ thì hoang mang ngang hốt hoảng giật giật áo long viêm triệt cầu cứu bọn ta thật sự không có gì mà long viêm triệt ngươi mau giải thích một chút đi này này sau khi hành lễ xong với lão tộc trưởng Long Viêm triệt cười tươi hạnh phúc cầm tay đế nhan kéo đi, đi thôi, tiểu Huyền Huyền, chúng ta về nhà. Vừa ra đến bên ngoài, hắn lập tức buông tay đế nhan ra, thanh khẩn giải thích, xin lỗi, tiền bối Thiên Huyền Tử, vừa nãy đã mạo phạm rồi, kính mong người bỏ qua. Nếu để tộc trưởng biết giữa ta và ngươi không có quan hệ gì, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đoạn đường này ngươi đã vô cùng chiếu cố ta, ta nhất định sẽ không để ngươi chết đầu. Dù sao cách thời gian ta trưởng thành vẫn còn mấy trăm năm nữa ngươi cứ an tâm ở lại chỗ này trước đi còn nữa tiểu hồ vẫn chưa được mang về nơi này bọn họ lại không cho ta ra ngoài nếu có cơ hội phiền ngươi thay ta tìm tiểu hồ đế nhan cuối cùng cũng đã biết lý do tại sao vừa rồi long viêm triệt lại lạ lùng thế vậy mà hắn lại muốn cản trở con đường chết của cậu đế nhan khó chịu khoanh tay tiện miệng bịa ra một lý do thiên huyền tử ta chưa bao giờ gạt người ta thà chết cũng phải cần thanh danh tiền bối thiên huyền tử tình nghĩa mà ngươi thức tỉnh huyết mạch cho ta trong lòng ta rất cảm kích ta biết ngươi là người tốt tình nguyện chịu chết cũng không muốn liên lụy đến ta ta đều hiểu ngươi cứ yên tâm ở lại đi ta nhất định sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi đế nhan lần này cũng thực sự hạn hán lời luôn rồi đéo hiểu kiểu gì cậu nói thế chó nào người đối diện cũng vẫn cứ nghĩ là cậu sợ họ bị liên lụy đế nhan cũng đến bất lực thốt lên dm ngươi đám các ngươi đều có độc đúng không tại thần điện mọi người xem đến đoạn này thì toàn bộ ánh mắt đều hướng về long viêm triệt bắt đầu xì sầm to nhỏ đúng là không ngờ hai người này còn có một tầng quan hệ như vậy chực 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 đây là quả dưa ngon nhất ta ăn được từ lúc xem kính thiên đạo tới giờ luôn đến bản thân long viêm triệt khi thấy lại mấy cảnh này cũng muốn đeo mo vào mặt nữa là đám nhiều chuyện kia nhưng việc cãi thì vẫn phải cãi chớ hắn xấu hổ che mặt quát lên các ngươi nhìn ta làm gì ta cũng bị hắn lừa gạt chứ bộ lúc đó ta chỉ muốn giúp hắn ta căn bản không có thích hắn ta hận chết hắn Mạc trường lưu đứng một bên thấy thằng bạn hét to thế liền tỏ vẻ khinh bỉ nhìn thằng bạn chằm chằm khinh thường nhếch mép chật một tiếng long viêm triệt thấy đến thằng này cũng dám khích mình bạn bè như cái bẹn bà hắn liên tiếp chỉ thẳng vào mặt Mạc trường lưu quát ngươi chật cái cục kích gì chẳng phải ta nói rồi sao ta không thích hắn ta hận chết hắn ta ước gì băm hắn làm tám khúc vứt xuống đáy hồ cho cá ăn ta mới không thèm giống tên ngốc lạc tử khâm kia đâu mặc trường lưu thấy bạn đã nóng hắn thản nhiên đáp lời o Ta còn chưa nói gì hết mà, ngươi gấp cái gì chứ?" Long Viêm Triệt bị nói cho cứng họng, liền đứng ngây ngốc tại chỗ. "Ok, video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn muốn xem thêm hãy ấn like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Nhớ bật chuông thông báo để khi ra video tiếp theo YouTube còn thông báo cho các bạn. Bây giờ thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha."